Rồi bây giờ nếu mà không ai hỏi gì thì thầy sẽ nói ngắn gọn một cái bài mà để chúng ta luôn luôn là thầy ủi lạo cho chúng ta có một cái nét suy nghĩ. Thí dụ như là cái gì tốt quá cũng không tốt, tức là cái gì quá cũng không tốt. Tức là mình quá nhiệt tình cũng không tốt, mà mình quá tốt với cái việc gì đó cũng không tốt. Và mình quá mong cầu để cái việc cái tròn trịa cũng không tốt. Và nó sẽ xảy ra một cái sự xung đột. Và sự xung đột này là nó từ cái chữ quá mà ra đấy, các đệ. Vậy nên là có những người mà muốn để cho con cái hoặc là em của mình được phát triển ấy, được giỏi giang, được có cái nề nếp học hành, rồi nề nếp kể cả là cái ngăn nắp để mà gấp chăn, gấp màn, gấp chiếu sau khi ngủ dậy chẳng hạn, rồi gấp quần áo chẳng hạn, những cái rất nhỏ ấy thôi. Nhưng nếu mình mà cứ quá, mình cứ mong cầu là nó phải tròn trịa, phải như người lớn thì không bao giờ có. Cái thứ hai nữa, vợ chồng cũng vậy thôi. Bởi vì là hai mảnh ghép của cuộc đời nó không thể nào nó gắn khít được như là mình sản xuất ra trong một cái hệ thống mà mình làm về kỹ thuật. Tức là mình cắt tỉa bằng bằng những cái máy vi tính mà nó độ sai lệch nó chỉ 0 phẩy và ba cái con số 0 đằng sau nữa thì nó mới khít, gọi là mới gọi là tạm thôi. Thế mà bây giờ là hai mảnh của nhau mà lại cứ bắt nó phải lại cái anh nào cô nào cũng phải là giống nhau, giống tôi thì không phải, không được. Cho nên là khi mình luyện cái cảm xạ năng lượng này, cái điều mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta rất là thoải mái trong cái não bộ của chúng ta, có đúng thế không? Chúng ta gặp phải những cái nghịch cảnh, chúng ta không cảm thấy bức bối, chúng ta không cảm thấy cáu giận, có đúng không? Có đúng thế không? Ta cũng không nên là cứ suốt ngày cứ đi nhìn xem là tại sao mình lại không bằng bạn bằng bè. Đúng, câu hỏi đấy đúng, để chúng ta phấn đấu thôi. Nhưng không có nghĩa là, tại vì nhé, thầy để ý là trong cái sự phấn đấu của mọi người ấy, thì nó lại quá, tức là nó quá cái sức của chúng ta, thì cái môn cảm xạ năng lượng này sẽ giúp chúng ta để chúng ta bình an hơn, bình tâm hơn ở một cái quan điểm, tức là mình cầm con lắc để mình kiểm tra xem cái việc đấy mình có nên làm hay không, và việc đấy mình làm được bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ trở thành một người rất là bình tĩnh, các đệ nhé. Mình trở thành một người rất là bình tĩnh để mình xử lý, mình phán quyết là mình có nên làm hay không. Đấy, cái đấy là cái mà rất quan trọng nhé. Ừ. Thực ra cái thư vụ vừa mới chia sẻ thì chúng ta là ai cũng biết, ai cũng bảo biết rồi, nhưng mà sư phụ để ý là thực ra lại là chưa biết. Bởi vì là hàng ngày sư phụ có hàng trăm câu hỏi khác nhau của rất nhiều bạn mà sư phụ chẳng biết tên, chẳng biết mặt, không 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 quen biết. Ngay bản chất như là sư phụ đang dạy cái cảm xạ năng lượng này cũng thế. Nó đưa con người ta rất là khỏe mạnh và làm chủ được bản thân. Nhưng mà không có nghĩa là ai cũng cũng thích học môn cảm xạ năng lượng này. Bởi vì nếu mà lười biếng, tức là cái chữ quá đấy, tức là chỉ thích là uống thuốc này, chỉ thích ăn đồ bổ này để cho người nó khỏe, còn tôi không có thời gian để luyện tập, thì nói thật ra là không thể theo được môn này. Đấy. Và có luyện được môn này thì chúng ta mới biết yêu quý bản thân. Nếu mà không yêu quý bản thân không thể vào được môn này. Cho nên là chúng ta phải một tràng vỗ tay để chúng ta tự chúc mừng nhau là chúng ta đã yêu quý bản thân, đã biết yêu thương bản thân đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Chứ là chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái điều này.